Cô chào tất cả các em. Thì chúng ta đang tìm hiểu là chủ đề thứ sáu. Và nội dung mà chúng ta tìm hiểu vừa tiết gọi đó là nội dung thứ hai. Quá trình tổng hợp và phân giải các chất vi sinh vật. Thì tiết này chúng ta cũng tìm hiểu tiếp chủ đề thứ sáu về vi sinh vật. Nội dung là nội dung thứ ba, sinh trưởng của vi sinh vật. Thì nội dung thứ ba này chúng ta tìm hiểu hai cái nội dung nhỏ. Đó là khái niệm về sinh trưởng và sinh trưởng của quần thể vi sinh vật. Ở đây chúng ta so sánh sự sinh trưởng của thực vật và vi sinh vật. Ở đây mình thấy thực vật nó sinh trưởng đây là nó sẽ tăng về cái kích thước cơ thể, tăng khối lượng cơ thể. Ở đây là sự tăng này là do sự tăng kích thước khối lượng tế bào. Còn đối với vi sinh vật thì mình thấy đây là sự tăng về số lượng tế bào trong quần thể. Tại vi sinh vật cơ thể của nó là một tế bào, cho nên sự tăng về số lượng tế bào trong quần thể cũng đồng nghĩa với việc đó là nó tăng số lượng cá thể trong quần thể. Và sự tăng này là theo tức là sự phân chia này đó là theo quy chế của quá trình miễn phân mà chúng ta đã học ở phân bào. Vậy tóm lại, sinh trưởng của quần thể vi sinh vật là sự tăng về số lượng tế bào trong quần thể. Đây chúng ta thấy số lượng tế bào của nó tăng lên. Tiếp theo chúng ta tìm hiểu là về thời gian thế hệ. Tìm hiểu tốc độ sinh trưởng của vi khuẩn E. coli. Ở đây chúng ta thấy từ một tế bào vi khuẩn E. coli ban đầu, sau 20 phút thì chúng sẽ bắt đầu phân chia thành hai cơ thể mới. Và sau 20 phút nữa thì chúng tiếp tục phân chia lần thứ hai, tạo ra 4 cũng có thể mới. Và tiếp tục sau 20 phút nữa thì chúng tiếp tục phân chia, tạo ra 8 cơ thể mới. Như vậy thì em thấy từ một tế bào ban đầu tới khi nó phân chia thành hai, tức là tăng lên gấp đôi đó, thì khoảng thời gian này 20 phút này thì ta gọi thời gian này đó là thời gian thế hệ. Từ 1 cho ra thế hệ thứ 2, thế hệ thứ nhất cho thế hệ 2. Cho nên ta mới gọi đây là thời gian thế hệ. Như vậy thời gian thế hệ là thời gian từ khi sinh ra một tế bào cho đến khi tế bào đó phân chia, hoặc là số lượng tế bào trong quần thể tăng lên gấp đôi. Và ký hiệu đây là người ta ký hiệu chữ G. Thời gian thế hệ người ta ký hiệu là chữ G. Tiếp theo là chúng ta tìm hiểu số lần phân chia của vi khuẩn E. coli sau 1 giờ. Chúng ta cũng đã tìm hiểu thời gian thế hệ thì sau 20 phút nó phân chia một lần và cho ra một thế hệ. Tiếp tục sau 20 phút nữa chúng phân chia thêm lần nữa. Và sau 20 phút chúng cho phân chia lần thứ hai. Thì sau 1 giờ vi khuẩn E. coli phân chia là bao nhiêu lần? Đây là sau 20 phút phân chia lần thứ nhất. Đây là chúng ta thấy đó, đây là nó phân chia lần thứ nhất. 20 phút nữa thì chúng phân chia, đây là lần thứ hai, phân chia thứ hai. Và 20 phút nữa thì đó là chúng phân chia lần thứ ba. Như vậy sau 1 giờ thì vi khuẩn E. coli sẽ có 3 lần phân chia. Thì đây để tính số lần phân chia, chúng ta có thể áp dụng công thức như sau. Thì đây nó gọi N là số lần phân chia. Và thời gian sau N lần phân chia đó là T. Còn G đó là thời gian thế hệ như nãy chúng ta ước định rồi đó. G là thời gian thế hệ. Thì chúng ta sẽ đưa ra một công thức tính số lần phân chia. Đó là N bằng T chia G. N là số lần phân chia, T là thời gian sau N lần phân chia. Và G đây là thời gian thế hệ. Và công thức này chúng ta sẽ áp dụng để chúng ta tính các cái bài tập sau này. Ví dụ như trường hợp này, vi khuẩn E. coli sau 1 giờ thì thời T nè là 1 giờ. T là 1 giờ. Thì chúng sẽ phân chia. Đó là chúng ta lấy T chia G. G là thời gian thế hệ là 20 phút. Đó là chúng ta sẽ có 1 giờ và 60 phút. Chúng ta lấy 60 chia cho G là 20. Thì ra đáp án đó là N bằng 3 lần. Thì giống như này.
Thì chúng ta biết rồi, sau 1 giờ, sau một thời gian thế hệ thì số lượng của tế bào trong quần thể sẽ tăng lên, đó là gấp đôi. Vậy từ một tế bào ban đầu cứ một lần phân chia thì nó sẽ cho ra hai tế bào, đó là 1 x 2 mũ 1. Thì chúng ta biết rồi, thì giống với quá trình nguyên phân thì quá trình phân chia của tế bào nó sẽ tăng theo, đó là cấp số mũ, và đặc biệt đó là cấp số mũ của hai. Đó là ví dụ như ở cái lần phân chia thứ hai thì cho ra là 4 tế bào, thì ở đây sẽ là 1 nhân cho 2 mũ 2. 2 này nè là số lần phân chia, mũ là số lần phân chia đó mẹ. Thì chúng ta biết là tăng sẽ hàm số mũ của 2 thì bao nhiêu lần là mũ bấy nhiêu. Ví dụ như 3 lần thì là 8 tế bào, thì 1 nhân cho 2 mũ 3. 4 lần, 5 lần cũng y vậy. Ví dụ như ở đây đó là n lần phân chia thì số lượng tế bào tạo ra lúc này nó sẽ là 1 nhân 2 mũ n, 1 nhân cho 2 mũ n. Rồi nếu như mà từ 1, tức là 1 tới đây là từ 1 tế bào ban đầu, mà ở đây là không phải là 1 tế bào ban đầu nữa mà nó là n0 tế bào ban đầu, như vậy sau n lần phân chia sẽ cho ra là bao nhiêu. Thì ở đây chúng ta cũng áp dụng y chang như vậy, đó là chúng ta sẽ lấy n0, tại vì 1 thì lấy là 1 nhân, còn đây n0 thì chúng ta sẽ lấy n0 nhân cho 2 mũ n, n0 nhân 2 mũ n. Đây là số chúng ta tính, đây là tính số tế bào được tạo ra sau n lần phân chia. Vậy tóm lại chúng ta sẽ được cái hai công thức để tính. Thứ nhất là công thức tính số lần phân chia, đó là n bằng t chia g. Chúng ta biết n là số lần phân chia, t là thời gian sau n lần phân chia, và g là thời gian thế hệ của vi khuẩn. Công thức thứ hai là công thức tính số tế bào của quần thể sau n lần phân chia, thì n bằng n0 nhân 2 mũ n. Thì thấy n là số tế bào sau n lần phân chia, n0 là số tế bào ban đầu, 2 mũ n là chúng ta biết rồi là số tế bào tạo ra sau n lần phân chia. Rồi chúng ta anh em ghi nhớ luôn cho cô hai công thức này để chúng ta áp dụng, chúng ta giải các bài tập về vi sinh vật, tập về cái vi khuẩn đó. Ở đây chúng ta sẽ làm thử một bài tập áp dụng. Bài này có trong sách giáo khoa nha. Là nếu như số lượng tế bào vi khuẩn E. coli ban đầu là 10 mũ 5 tế bào thì sau 2 giờ số lượng tế bào của quần thể là bao nhiêu? Thì ở đây chúng ta sẽ giải. Đó là số lần phân chia. Đầu tiên chúng ta phải tìm hiểu số lần phân chia. Thì ở đây chúng ta thấy T là 2 giờ. N0 là N0 lúc này đó là 10 mũ 5. Vậy sau 2 giờ sẽ là nó phân chia bao nhiêu lần? Thì đầu tiên chúng ta phải tìm cái số lần phân chia trước. Đó là chúng ta áp dụng công thức N bằng T chia G. Ở đây T là đề cho là 2 giờ thì chúng ta phải đổi ra phút. Chúng ta lấy 2 nhân cho 60 thì sẽ ra bằng 120 phút. Chúng ta chia cho 20, 20 nên là đối với vi khuẩn E. coli thì thời gian thế hệ của nó là G đó bằng 20. G này nè, bằng 20. Cho nên chúng ta lấy 120 chia 20 thì ra được là nó phân chia 6 lần. Sau 2 giờ phân chia 6 lần. Rồi chúng ta tính số lượng tế bào của quần thể. Lúc này thì chúng ta lấy N bằng N0 nhân 2 mũ N. Lấy N0 đó là bằng 10 mũ 5. N nhỏ lúc này nó là sẽ bằng 6. Do đó là 2 mũ 6, 10 mũ 5 nhân cho 2 mũ 6 thì cái sẽ ra sẽ được đó là 6 triệu 400 ngàn tế bào. Ở đây cô sẽ cung cấp cho mấy em một số cái thời gian thế hệ của một số loại vi khuẩn. Ví dụ như là ở vi khuẩn E. coli thì thời gian thế hệ của nó là 20 phút. Vi khuẩn lactic thì thời gian thế hệ rồi nó bằng 100 phút. Rồi nấm mốc thì thời gian thế hệ là từ 4 đến 12 giờ. Còn đối với vi khuẩn lao thì thời gian thế hệ của nó là 1.000 phút. Rồi chúng ta làm tiếp một số cái ví dụ nha. Ví dụ thứ nhất như là ở vi khuẩn lactic trong điều kiện nuôi cấy thích hợp thì thời gian thế hệ là 100 phút. Số lần phân chia của vi khuẩn sau 5 giờ, 15 giờ, 20 giờ lần lượt là bao nhiêu? Để đây chúng ta sẽ thấy đề cho là G là bằng
100 phút. Người ta tính đó là số lần phân chia của vi khuẩn, nên là chúng ta tìm cái n nhỏ. Sau 5 giờ là t, sau thời gian t 5 giờ, t bằng 15 giờ và t bằng 20 giờ. Thì chúng ta sẽ tính lần lượt như sau. Chúng ta chỉ áp dụng công thức thôi đó em. Như số lần phân chia của vi khuẩn, số lần phân chia sau 5 giờ thì chúng ta áp dụng n bằng t chia g. Ở đây t đó là 5 giờ, 5 giờ chúng ta cần phải đổi cái phút. Thì chúng ta biết 1 giờ bằng 60 phút, do đó chúng ta lấy 5 nhân cho 60 là ra được 300 phút. Chúng ta chia cho g, g là lúc này là 100 thì sẽ ra được đó là 3 lần. Tiếp theo cũng tương tự như vậy. Đó là chúng ta tính số lần phân chia sau 15 giờ. Cũng là áp dụng công thức n bằng t chia g. Chúng ta lấy 15, chúng ta nhân cho 60 thì là 1 giờ 60 phút, đây là 15 giờ thì chúng ta cũng lấy 15 nhân 60 ra bằng 900. Lấy 900 chia cho g, g đó là 100. Chúng ta ra được 9 lần. Tiếp tục số lần phân chia sau 20 giờ. Thì cũng tính tương tự vậy đó, chúng ta áp dụng công thức n bằng t chia g. Chúng ta biết là 20 giờ, chúng ta cũng lấy 20 nhân cho 60. Tại vì 1 giờ là 60 phút, 20 giờ thì chúng ta lấy 20 nhân 60. Nó ra là 1200. Chia cho g đó là 100 thì sẽ ra được đó là 12 lần. Xong ví dụ nhất, chúng ta qua ví dụ thứ hai. Ví dụ như ở vi khuẩn lactic trong điều kiện nuôi cấy thích hợp thì thời gian thế hệ của nó là 100 phút. Số lượng tế bào của một vi khuẩn lactic tạo ra sau 5 giờ là bao nhiêu? Ngay đây chúng ta thấy g nó cũng là 100 và n0 thì bằng 1, t là bằng 5 giờ. Thì đầu tiên chúng ta cũng phải tìm đó là sau 5 giờ thì vi khuẩn lactic sẽ phân chia bao nhiêu lần. Đó là chúng ta tìm n nhỏ. Chúng ta là số lần phân chia n bằng t chia g. Chúng ta cũng đổi 5 giờ ra phút, đó là lấy 5 nhân cho 60, 1 giờ 60 phút. Chúng ta ra được đó là 300 phút. Chia cho thời gian thế hệ nó là 100 phút, sẽ ra được đó là 3 lần. Tiếp theo là chúng ta tính cái số lượng tế bào được tạo ra. Thì chúng ta áp dụng công thức n bằng n0 nhân cho 2 mũ n. Thì n0 lúc này chúng ta biết đó là bằng 1, nhân cho 2 mũ n nhỏ bằng 3. Đáp án chúng ta 23 sẽ ra bằng 8 tế bào. Đó là xong cái ví dụ thứ hai. Chúng ta qua ví dụ thứ ba. Đó là số lượng tế bào được tạo ra từ 8 tế bào vi khuẩn E. coli đều phân bào 4 lần là bao nhiêu? Bây giờ chúng ta đi giải. Thì số tế bào tạo ra thì chúng ta biết rồi, N8 nó là N0 bằng 8 và N nhỏ đó là bằng 4 lần. Người chia là 4. Chúng ta cũng áp dụng công thức N bằng N0 nhân cho 2 mũ N nhỏ. Chúng ta thấy số vô, N0 lúc này bằng 8 và N nhỏ lúc này bằng 4. Chúng ta sẽ tính ra được 8 nhân 16 là 24 và 16 đó, sẽ ra được là bằng 128 tế bào. Xong chúng ta qua ví dụ thứ tư. Số lượng tế bào được tạo ra từ 15 vi khuẩn lao đều phân bào 6 lần thì tạo ra là bao nhiêu? Ở đây chúng ta giải. Đây là N0 là bằng 15 và N nhỏ là bằng 6. Chúng ta cũng tìm số tế bào tạo ra, áp dụng công thức N bằng N0 nhân 2 mũ N. Thì chúng ta thấy số vô, N0 lúc này bằng 15 và N nhỏ lúc này là bằng 6. 15 nhân cho 2 mũ 6, 26 và 64. 15 nhân 64 bằng 960 tế bào. Xong. Ở đây là chúng ta xong phần nội dung thứ nhất về khái niệm về sinh trưởng. Xong chúng ta qua phần nội dung thứ hai, đó là sinh trưởng của vườn thể vi khuẩn. Thì vườn thể vi khuẩn người ta nuôi cấy, có thể người ta áp dụng hai loại môi trường, là môi trường nuôi cấy không liên tục và môi trường nuôi cấy liên tục. Thứ nhất thì chúng ta tìm hiểu về cái môi trường nuôi cấy không liên tục. Thì môi trường như thế nào gọi là môi trường là nuôi cấy, như thế nào gọi là nuôi cấy không liên tục. Thì ở đây người ta có cái bình chứa chất dinh dưỡng, sau đó người ta cho cái vi khuẩn vào môi trường chất dinh dưỡng này người ta nuôi cấy. Thì trong cái môi trường này người ta sẽ không bổ sung thêm chất dinh dưỡng nào mới hết, đồng thời người ta cũng sẽ không lấy đi cái sản phẩm trong môi trường này ra. Thì môi trường như thế này người ta gọi đó là môi trường nuôi cấy không liên tục.
Như vậy môi trường nuôi cấy không liên tục là môi trường không bổ sung chất dinh dưỡng mới, đồng thời người ta cũng sẽ không lấy đi các cái sản phẩm chuyển hóa vật chất của môi trường. Thì môi trường như thế này gọi là môi trường nuôi cấy không liên tục. Nuôi cấy trong môi trường này ta gọi là nuôi cấy không liên tục. Và vi sinh vật sinh trưởng trong môi trường nuôi cấy không liên tục thì chúng ta sẽ có, ở đây là đường cong sinh trưởng của quần thể trong môi trường nuôi cấy không liên tục sẽ sinh trưởng theo các cái khoa. Thì ở đây chúng ta thấy nó có tất cả, đó là bốn khoa. Thứ nhất mình thấy vi sinh vật không tăng, đây là khoa tiền phát. Tiếp theo đó là vi sinh vật tăng rất là nhanh, đó là khoa lý thừa. Và ở đây vi sinh vật không tăng nữa thì đây là khoa cân bằng, và ở đây có xu hướng giảm thì là khoa suy dinh. Bây giờ chúng ta đi tìm hiểu từng cái khoa một. Thứ nhất là pha tiền phát, hay là gọi là pha lát. Thì em thấy pha tiền phát, phát vi sinh vật không tăng cho nên nó ở mức nằm ngang. Thì pha này vi sinh, số lượng tế bào trong quần thể không tăng là do vi sinh vật vi khuẩn lúc này nó thích nghi với môi trường, số lượng tế bào trong quần thể chưa tăng, enzyme cảm ứng được hình thành để phân giải thứ chất, lúc này vi sinh vật mới thích ứng với môi trường cho nên nó sẽ không tăng một số lượng tế bào trong quần thể. Tiếp tục chúng ta qua cái pha tiếp theo là pha lý thừa. Pha lý thừa thì chúng ta thấy nè, đi lên rất là thẳng, đi lên rất là nhanh, thì chứng tỏ số lượng tế bào trong quần thể lúc này sẽ tăng lên rất là nhanh. Vậy đặc điểm của pha lý thừa là vi khuẩn sinh trưởng với tốc độ lớn nhất và không đổi, số lượng tế bào trong quần thể tăng lên rất là nhanh. Thế này là đặc điểm của pha lý thừa. Tiếp theo là pha cân bằng, thì mình em thấy đây vi khuẩn không tăng lên nữa mà nó sẽ di chuyển sinh trưởng theo hướng nằm ngang, thì chứng tỏ trong lúc này tế bào trong quần thể lúc này không tăng, không giảm luôn. Vì vậy số lượng tế bào trong quần thể đạt đến mức cực đại và không đổi theo thời gian, số lượng tế bào sinh trưởng sinh ra bằng số lượng tế bào chết đi, thì đây là đặc điểm của pha cân bằng. Nên là nó không tăng nữa là do số lượng nó sinh ra bằng những số lượng chết đi. Và lúc này là cái lúc mà số lượng tế bào trong quần thể đạt đến mức cực đại lớn nhất đó mấy em. Do đó để thu được sinh khối vi sinh vật lớn nhất thì người ta nên dừng lại ở cuối pha lý thừa và đầu pha cân bằng để thu được sinh khối lớn nhất. Tiếp theo là cái pha suy dinh. Thì mấy em thấy ở đây cái đường sinh trưởng nó sẽ, đường cong sinh trưởng sẽ đi xuống, chứng tỏ lúc này đó là số lượng tế bào trong quần thể nó sẽ bị giảm. Do đó đặc điểm phân công thì số lượng tế bào sống trong quần thể giảm dần do tế bào trong quần thể bị phân hủy ngày càng nhiều, chất dinh dưỡng cạn kiệt và chất độc hại tích lũy. Ở đây nó giảm là lý do đó là chất dinh dưỡng trong môi trường lúc này nó sẽ bị cạn kiệt, đồng thời cái môi trường lúc này sẽ tích lũy nhiều cái chất độc hại làm cho số lượng tế bào trong quần thể nó chết đi ngày càng nhiều, cho nên nó diễn ra đó là cái hoa suy dinh. Như vậy để khắc phục cái pha suy dinh này thì người ta còn tiến hành cái phương pháp nuôi cấy thứ hai, đó là nuôi cấy liên tục. Đây là hình thức nuôi cấy liên tục. Đây là môi trường chứa cái chất dinh dưỡng. Nếu mà người ta cho vào một lượng chất dinh dưỡng thì người ta sẽ lấy ra một cái lượng cái dịch nuôi cấy tương ứng. Khí đây, khí đi vào thì nó sẽ có cái lượng khí đi ra. Đây là cái bình mình nuôi cấy vi sinh vật. Như vậy chúng ta thấy nuôi cấy liên tục là nuôi cấy mà môi trường nuôi cấy này nó bổ sung liên tục có chất dinh dưỡng, đồng thời nó sẽ lấy ra một cái lượng dịch nuôi cấy tương đương, bỏ vô một cái lượng chất dinh dưỡng thì lấy ra một cái lượng dịch nuôi cấy tương đương. Ở đây chúng ta thấy đối với hình thức nuôi cấy liên tục thì nó sẽ khắc phục được cái nuôi cấy không liên tục. Nuôi cấy không liên tục diễn ra gồm có 4 pha: pha lý thừa, pha cân bằng, pha tiền phát, pha lý thừa, pha cân bằng và pha suy dinh. Còn đối với nuôi cấy liên tục thì ở đây nó sẽ không có 2 pha, đó là sẽ không có pha tiền phát và pha suy dinh. Tại vì vi sinh vật lúc này đã thích ứng với môi trường rồi cho nên nó không có xảy ra pha tiền phát. Đồng thời trong môi trường này chứa đầy đủ dinh dưỡng, đây là luôn làm mới cái chất dinh dưỡng trong môi trường,
cho nên nó sẽ không xuất hiện đó là pha xì dầu. Cho nên đối với nuôi cấy liên tục chỉ còn lại hai pha thôi, đó là pha lý thừa và pha cân bằng. Nó khác với lại nuôi cấy không liên tục cho nó mình. Ứng dụng của nuôi cấy liên tục thì ở đây người ta ứng dụng cái nuôi cấy liên tục để ứng dụng vào sản xuất, đặc biệt đó là người ta sản xuất các loại protein đơn bào, sản xuất sinh khối protein đơn bào, tức là người ta thu được khối lượng lớn các protein đơn bào bằng cách nuôi cấy liên tục. Thứ hai đó là người ta còn sử dụng các cái hợp chất có hoạt tính sinh học, sử dụng các hoạt chất có đặc tính sinh học, ví dụ như ở đây người ta có thể sản xuất protein đơn bào từ cái vi khuẩn lam, từ vi khuẩn lam hình xoắn, hoặc là người ta có thể chiết xuất nấm Penicillium Rhizobium để sản xuất ra cái thuốc kháng sinh penicillin. Người ta nuôi nấm này làm mềm để sản xuất penicillin, đây là một chất kháng sinh, sản xuất nuôi cấy vi sinh vật. Rồi đó là xong cái phần chúng ta đã học nội dung của bài. Thì sau đây chúng ta, cô và các em chúng ta sẽ cùng trả lời các cái câu hỏi. Ở câu hỏi thứ nhất thì thời gian cần thiết để một tế bào vi sinh vật phân chia hoặc là số lượng tế bào trong quần thể tăng lên gấp đôi được gọi là A. Thời gian một thế hệ. B. Thời gian sinh trưởng. C. Thời gian sinh trưởng và phát triển. D. Thời gian tiền phát. Thì đây em thấy thời gian để một tế bào vi sinh vật phân chia hoặc là số lượng tế bào trong quần thể tăng gấp đôi, thì đây được gọi đó là thời gian thế hệ, mà chúng ta đã tìm hiểu khái niệm về thời gian thế hệ đúng không em? Do đó đáp án đúng đó là câu A. Tiếp tục câu thứ hai. Quần thể vi khuẩn trong nuôi cấy không liên tục sinh trưởng gồm các cái pha theo trình tự: A. Pha tiền phát, pha lý thừa, pha xì dông, pha cân bằng. B. Pha tiền phát, pha lý thừa, pha cân bằng, pha xì dông. C. Pha cân bằng, pha tiền phát, pha xì dông, pha lý thừa. D. Pha tiền phát, pha xì dông, pha lý thừa, pha cân bằng. Thì ở đây đối với nuôi cấy vi khuẩn trong môi trường nuôi cấy không liên tục thì diễn ra gồm có 4 pha, đó là pha tiền phát, pha lý thừa, pha cân bằng và pha xì dông, và chúng ta đã tìm hiểu ở trên nội dung trên đó. Thì đáp án đúng đó sẽ là đáp án B. Tiếp tục câu số 3. Trong điều kiện nuôi cấy không liên tục, số lượng vi sinh vật đạt cực đại và không đổi theo thời gian ở pha nào? A. Pha tiền phát. B. Pha lý thừa. C. Pha cân bằng. D. Pha xì dông. Ở đây em thấy số lượng tế bào sinh vật đạt mức cực đại và không đổi thì nó diễn ra đó là đặc điểm của pha cân bằng. Do đó đáp án đúng đó là câu C. Tiếp tục câu hỏi thứ tư. Đặc điểm số lượng tế bào ở pha xì dông trong quần thể không liên tục. Ở đây người ta kêu mình đặc điểm về số lượng tế bào trong quần thể của pha xì dông. Thì A. Số lượng tế bào đạt cực đại. B. Số lượng tế bào giảm dần. D. Số lượng tế bào tăng lên rất là nhanh. D. Số lượng tế bào chưa tăng. Thì chúng ta biết rồi, đối với pha xì dông thì pha này nó có đặc điểm đó là số lượng tế bào trong quần thể giảm dần. Do lúc này môi trường, do chất dinh dưỡng trong môi trường cạn kiệt và môi trường tích lũy nhiều chất độc hại đó, làm cho số lượng tế bào trong quần thể giảm dần, cho nên đáp án đúng sẽ là câu B, số lượng tế bào trong quần thể giảm dần. Tiếp theo là chúng ta sẽ làm một số bài tập. Về bài tập thứ nhất thì ở vi khuẩn lactic trong điều kiện nuôi cấy thích hợp thì thời gian thế hệ của nó là 100 phút. Vì số lượng một tế bào vi khuẩn lactic tạo ra sau 20 giờ là bao nhiêu? Ở đây chúng ta biết thời gian thế hệ là g nào bằng 100 phút, và n lúc này đó là bằng 1, và t lúc này là bằng 20 giờ. Như vậy đầu tiên chúng ta phải tìm, đó là chúng ta tìm về số lần phân chia, đó là xem coi sau 20 giờ thì cái vi khuẩn lactic này nó phân chia bao nhiêu lần. Đó là chúng ta tìm số lần phân chia. Thì chúng ta biết rồi, chúng ta áp dụng công thức đó là n bằng t trên g. T là thời gian sau n lần phân chia. Thì ở đây sau thời gian T đó là bằng 20 giờ.
20 giờ thì chúng ta phải đổi ra phút. Chúng ta lấy 20 chúng ta nhân với lại 60 là 1 giờ 16 phút đó. Chúng ta lấy 20 nhân với 60 sẽ ra được là 1.200. Chúng ta chia cho thời gian thế hệ là g là bằng 100 phút, thì đáp án n nó sẽ bằng là 12 lần. Đó, chúng ta tiếp tục tìm số tế bào được tạo ra. Thì số tế bào tạo ra n bằng n0 nhân 2 mũ n, mà n0 lúc này là một tế bào, do đó chúng ta 1 nhân 2 mũ n, do đó 2 mũ n sẽ bằng là 2 mũ 12, sẽ là 4.096 tế bào. Vậy là sau 20 giờ vi khuẩn lactic sẽ tạo ra, từ một tế bào vi khuẩn lactic sẽ tạo ra 4.096 tế bào. Tiếp tục chúng ta qua cái bài thứ hai, đó là trong thời gian 100 phút, từ một tế bào vi khuẩn đã phân bào tạo ra tất cả là 32 tế bào mới. Hãy cho biết thời gian cần thiết cho một thế hệ của tế bào trên là bao nhiêu. Ở đây chúng ta thấy thời gian này là thời gian t, lúc này t là bằng 100 phút. Từ một tế bào vi khuẩn lactic, ở đây chúng ta biết n0 bằng 1, phân bào tạo ra tất cả là 32 tế bào mới. Thì lúc này n bằng 32 tế bào. Người ta kêu mình tính ngược lại, nên là chúng ta phải đi tìm, đó là chúng ta tìm thời gian thế hệ của cái vi khuẩn này. Để đây chúng ta chỉ áp dụng công thức. Chúng ta đầu tiên chúng ta tính cái n nhỏ trước. Chúng ta coi coi số lần phân chia của nó là bao nhiêu. Vì thời gian thế hệ chúng ta biết thời gian thế hệ là g bằng, chúng ta có n bằng t chia g, do đó chúng ta phải đổi lại, đó là t. Chúng ta tìm ra tìm g, g sẽ bằng t chia cho n. Nhưng mà n là chúng ta chưa biết, chúng ta phải tìm n. Đó, đầu tiên chúng ta phải tìm được số lần phân chia. Tìm số lần phân chia thì áp dụng đó là n bằng n0 nhân cho 2 mũ n. Thì n0 lúc này bằng 1 cho nên cô sẽ không đưa vô đây, cô đưa thẳng luôn 2 mũ n. Thì một tế bào này, n0 nhân 2 mũ n, mà đề cho lúc này là bằng 32 tế bào. Do đó chúng ta sẽ có là 1 nhân cho 2 mũ n bằng 32. Và 1 thì chúng ta cũng bỏ không ghi vô. Do đó chúng ta mới suy ra được đó là n lúc này sẽ bằng 5 lần. Tức là 2 mũ n 32 thì n sẽ bằng 5. 5. Do đó chúng ta tìm được cái thời gian thế hệ. Chúng ta biết rồi, n thì bằng t chia g. Chúng ta chỉ luyện t lên, thì luyện g lên thì chúng ta lấy t chia n thì bằng g. Thì chúng ta biết cái đề cho rồi, t đó là bằng 100 phút. Và n lúc này chúng ta tìm được đó là 5. 100 chia 5 bằng 20 phút. Vì tính ra thời gian thế hệ của loài vi khuẩn này đó là 20 phút. Mà 20 phút đó là vi khuẩn E. coli. Xong, nội dung của phần nội dung thứ 3 chúng ta đã hết. Thì cô xin kính chào các em. Thì nội dung thứ 3 là mấy em chưa hiểu nội dung nào, phần nào chúng ta chưa rõ thì có thể liên hệ trực tiếp với cô. Cô sẽ giải đáp tất cả thắc mắc của các em. Giờ xin kính chào các em. Chúc các em học tập thật tốt.